Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, 6 tháng đầu năm 2021, tiểu nhân rình rập, thị phi, bùa vây. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Tuất là những người sống hết lòng vì bạn bè và những người thân ở xung quanh. Khi làm việc gì, họ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trước cá nhân. Đó là lý do tại sao tuổi Mậu Tuất có nhiều bạn bè yêu quý. Bước sang năm 2021, Mậu Tuất chịu sự ảnh hưởng của Thái Tuế. Vì thế mà mệnh chủ luôn gặp đại hạn triền miên, tiểu nhân luôn rình rập, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi, thậm chí dẫn đến bước đường bán ra, bại sản. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ cho quý vị và các bạn về tử vi của ông bà Mậu Tuất sinh năm 1958. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Mậu Tuất trong nửa đầu năm 2021. Vận trình của tuổi Mậu Tuất trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải của vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi ông bà Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Xem tử vi 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy do phạm cục diện hình Thái Tuế, nhân duyên trong năm của ông bà Mậu Tuất có phần ảm đạm, sẽ xảy ra mâu thuẫn, thị phi, tranh chấp với anh em bạn bè. Thậm chí có ông bà còn hao hụt tài chính vì những thị phi không đáng. Ngoài ra, họa tiểu nhân trong thời gian này là khá lớn. Ông bà tốt nhất nên cẩn trọng với lời ăn tiếng nói và cách cư xử, tránh rước họa vào thân. Vấn đề sức khỏe của ông bà cũng không được chủ quan. Vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn và gặp nhiều may mắn, thì các chuyên gia phong thủy khuyên ông bà tuổi Mậu Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an cho ông bà trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà Mậu Tuất trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Ông bà tuổi Mậu Tuất nếu vẫn còn đang làm việc, công việc thì trong thời gian này sẽ gặp trở ngại, khó đạt được thành quả như mong muốn. Khó khăn thường đến rất bất ngờ khiến ông bà loay hoay tìm cách xoay sở, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Ngoài ra trong thời điểm này còn có điểm tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên dẫn đến đấu đá hoặc loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc, dễ dàng phạm thị phi, tranh chấp. Vì thế làm gì ông bà tuổi Mậu Tuất cũng cần có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh cho bị phá hoại, dẫn đến thất bại. Đặc điểm trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên ông bà hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho ông bà. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hành thông, phát triển. Quan hệ công việc dần trở nên tốt đẹp, tâm trạng cũng vì thế mà bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tử vi âm ba tuổi Mậu Tuất nửa đầu năm 2021 cho thấy kiếp tài hung thần mang theo điềm báo thất thoát tiền bạc, hao tài tốn của khá nhiều trong thời gian này. Đa phần ông bà phải chi tiêu cho gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè, chứ bản thân mình hầu như không có. Ngoài ra, họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của ông bà một khoản tiền không nhỏ. Thời điểm này cũng là lúc không thích hợp để ông bà tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư. Nếu không, nguy cơ mất tiền là rất lớn. Ông bà cũng cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền rất dễ, nhất là ở độ tuổi này không có nhiều sự lựa chọn, nên lấy tích lũy làm trọng. Để có thể hóa giải được cục diện xấu thì các chuyên gia phong thủy khuyên ông bà tuổi Mậu Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm trong 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà Mậu Tuất gặp nhiều bấp bênh, sóng gió. Gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xảy ra tranh cãi vì những vấn đề lớn nhỏ khiến không khí gia đình nặng nề, ảnh hưởng tới tâm lý của con cháu. Bà tuổi Mậu Tuất có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp còn gây hấn với nửa kia vì sự cực đoan và áp đặt của mình. Cho nên, bà cần học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Nếu bà không có cách cư xử hợp lý, thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Khi có bất cứ mâu thuẫn nào, dù lớn dù nhỏ xảy ra, điều đầu tiên là hãy bao dung nhiều hơn. Vợ chồng cần thường xuyên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện, trao đổi, tâm sự để cùng nhau tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp này để kỷ niệm người hâm nóng tình cảm. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà Mậu Tuất hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ ở xung quanh. Đặc biệt là giúp gia đạo được yên ấm. Về mặt sức khỏe, xem tử vi 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy sức khỏe của ông bà tuổi Tuất có những điểm cần hết sức lưu ý. Sẽ nhận thấy là có nhiều điểm ông bà sẽ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt, sẽ gặp phải là các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra, ông bà Mậu Tuất cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài. Tốt hơn nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức. Và việc để hóa giải được tác động của hình thái tuế thì ông bà hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà trong năm. Đồng thời, pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Mậu Tuất trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Tháng 1 âm lịch, vận trình tổng thể của ông bà Mậu Tuất trong năm Tân Sửu gặp khá nhiều sóng gió do vấp phải cục diện Sửu Tuất tương hình. Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên của năm 2021 này, được tam hợp nâng đỡ nên vận khí của ông bà vẫn đạt mức ổn định, mưu sự suôn sẻ. Ngoài ra, trong thời điểm này, dù tình hình tài chính của ông bà không quá khả quan, cả chính tài và thứ tài đều không có khởi sắc, nhưng bù lại cũng không có nỗi lo nào quá lớn. Tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của ông bà có trợ lực nhất định nhưng không lớn. Bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, ông bà vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Quý nhân lục hợp sẽ giúp ông bà giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, ông bà cũng cần để ý đến hiềm khích với đồng nghiệp và cấp trên trong tháng này do bất đồng quan điểm. Hơn nữa, thái độ làm việc của ông bà đôi lúc có dấu hiệu chỉnh màng, ảnh hưởng đến tiến độ chung và con đường thăng tiến của con giáp. Ông bà nên sớm chấn chỉnh bản thân. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, ông bà tuổi Mậu Tuất
chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, vận trình tháng giảm sút mạnh, công việc của ông bà đối diện với nhiều thách thức, áp lực nên thăng trầm bất ổn. Có những việc tưởng chừng như sắp hoàn thiện nhưng lại giữa chừng bị dừng lại do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Bù lại, dự báo tài vận của ông bà trong tháng có dấu hiệu tăng lên. Nhờ những kế hoạch cụ thể và tính toán đâu ra đấy, ông bà tuổi Mậu Tuất có khả năng thu được nguồn lợi nhuận không nhỏ. Người gia nhân lúc tài chính dư giả, ông bà nên học cách quản lý tiền bạc, chi tiêu, có kế hoạch để không bị tài lộc, tụ khí rồi tán đi rất nhanh. Tháng 4 âm lịch, tử vi ông bà tuổi Mậu Tuất có nói rằng vận trình tháng 4 âm lịch đang có những sự khởi sắc đúng như mong muốn của ông bà, đặc biệt là ở sự nghiệp và tài lộc. Tháng này, ông bà được các tinh chiếu mệnh ở cung công danh mang đến quý nhân phù trợ, được dìu dắt và chỉ bảo tận tình. Có người biết tận dụng thời cơ còn có thể đi được thăng quan, tiến chức ngay trong tháng này. Cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người, nếu ông bà không biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về người khác. Thứ năm là tử vi tháng 5 âm lịch. Tam hợp cục giúp thúc đẩy vận trình tháng 5 của ông bà Mậu Tuất bừng sáng, đại cát, đại lợi, mưu sự dễ thành. Công việc thuận lợi, tiền đồ sáng lạn, thích hợp phát triển quy mô làm việc, thử sức với các hạng mục lớn. Vì ông bà vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách, khối lượng công việc tăng lên nhưng nhờ đó ông bà cũng được nâng cao khả năng làm việc, rèn luyện chuyên môn. Tuy nhiên, tài chính trong tháng chỉ duy trì ở mức ổn định. Đây không phải là điều đáng lo ngại, ông bà nên án binh, chờ thời, qua nóng vội, kiểu tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc. Thứ sáu là tử vi tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch báo hiệu ông bà tuổi Mậu Tuất gặp khá nhiều biến động xấu do có thể ảnh hưởng do cục diện tình hình. Theo đó, công việc có kẻ phá vĩnh, gây điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại. Tiểu nhân có thể là người ở bên cạnh. Hãy cẩn trọng trong mỗi việc mình làm. Ông bà sẽ thấy áp lực trong tháng tăng lên khá rõ, việc gì cũng không thuận lợi. Sự hăng hái và nhiệt tình cho công việc vì thế cũng giảm sút, khiến sự nghiệp phát triển trì trệ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mọi người hãy cùng tìm hiểu về vận hạn của ông bà Mậu Thân trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sáu hạn và là số tử vi. Thứ nhất là sáu hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ông Mậu Tuất bị sao La Hầu chiếu mệnh, bởi La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn gây hao tổn tiền tài. Không những vậy, còn gặp phải hạn tam kheo. Khi gặp hạn tam kheo, ông bà nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay bị mờ mắt. Bà tuổi Mậu Tuất cũng không may mắn hơn khi sao kế đô chiếu mệnh. Sau này thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tang phó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí. Trong các gia đình không có việc. Trong gia đình có việc không may. Ngoài ra trong thời gian này bà còn gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp phải hạn thiên tinh, bà cần đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay, vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo vướng họa thị phi. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà Mậu Tuất trong thời gian này gồm có sao Thiên Đức mang quý nhân phù trợ, còn có kình dương và quả tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, đề phòng tai nạn bất ngờ. Cùng tam hợp thì có các cát tinh Thiên Việt, Thiên Khôi, Hồng Loan, Đào Hoa, Nguyễn Đức, Thiên Chủ, báo hiệu vận quý nhân vượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống, còn có các hung tinh Cô Thần, Thiên Không, Kiếp Sát, Hối Khí, Tử Phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Tuần, Triệt, Quán Sách cản trở khá nhiều ở công việc. Quán Sách cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà Mậu Tuất. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm và những dự định tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp,
con cái. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những kiến thức mới nhất về tình yêu của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui khi được phục vụ quý anh chị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.